À, đây là biên giới giữa Việt Nam và Campuchia bà con. À, với cái ở đây á, thì cái giao thông về nước ở đây nè, người ta cũng đào, người ta lấy đất á, bây giờ nó có cái con kênh này nè, nó được những cái gì quên bà nó tên rồi. Thì ở bên Việt Nam rồi bên Campuchia người ta đang đắp đường để người ta làm cái con đường đó, để cho phân biệt ranh giới giữa hai nước, hai đất nước với nhau. À, cây lục bình, bà nó cây lục bình này nè, nó đi nó mọc quá chừng đi, thì một số người họ lấy mấy cái cây lục bình này nè, họ làm và đan giỏ sách này kia, coi như cũng thêm thu nhập cho người dân miền Tây. Rồi mấy ông chủ ở đây cho biết nhá, cái nhà yến này đang xây, nhưng mà yến nó bay lượn quá chừng đi nè, chứng tỏ cái tương lai được rỡ ở đây đây, được rỡ ở đây, coi như chưa xây xong mà yến nó bay lượn quá chừng đi. Thì chúc mừng cho mấy ông đã cố gắng tìm tòi để xây tổ yến thêm. Đó, mình thấy coi như nó bay chưa xong xuôi gì hết, chưa có tiếng gọi gì hết mà nó chim nó bay tới nó để chờ làm nhà này đó, quá gì đã. Rồi đằng sau cái này đó thì nó có cái đìa để nuôi tôm. Rồi cái đất này vừa rồi mình nói với ông vào đã quá chừng đi, ông may mắn kiếm được miếng đất này, nó cao ráo không, bảo mẹ nó tốn hết hơn cái tiền mua đất nữa, đất đây mua không bao nhiêu nhưng mà cái tiền đổ đất đó, nó mới tốn. À, nhưng mà giờ bù lại thì ông mua cái đất quá trời là rộng lớn nè, từ bên này nè, dọc cho tới cái qua cái nhà kia luôn, qua cái nhà kia tới chỗ cái lùm cây á, đất của ông cái đất ngang này kia nọ, thì ông mai kia ông có thể phát triển thêm nhà yến nếu mà thành công cái căn nhà yến này. Coi như người Việt Nam bây giờ coi như cũng rất là chịu khó trong vấn đề mà nuôi yến này, thì tương lai sáng sủa lắm bà con. Chúc mừng cho dân Việt Nam có thêm nguồn thu nhập. Ở đây thanh vắng quá bà con ạ. À, thanh vắng quá chừng đi. Vậy mình đứng ngoài đường để biên giới hai nước á, coi như mình không thấy một chiếc xe nào chạy qua. Hiện tại bây giờ mới có 5 giờ mấy thôi, không có chiếc xe nào chạy hết á, quá trời yên tĩnh. Đây là biên giới giữa hai nước này, thì ở đây người dân ở đây người ta giống như kiểu nhàn rỗi quá chừng, người ta làm có chút xíu rồi người ta nghỉ, thì cuộc sống người ta như vậy rồi. Tại vì người ta xạ lúa đó, không có cỏ, người ta không phải mất công làm cỏ để tốn thì giờ mà cỏ không có nữa. Còn dám này thì người ta không có trồng cấy gì hết đó, thì ra cỏ nó cũng có mọc. Rồi người ta cũng nuôi bò, nhưng mà bên Campuchia đó người ta nuôi nhiều hơn. Thì người ta sang bên Việt Nam người ta mua cỏ để cho bò của họ ăn. Đó, mình trình bày cho bà con chút xíu những hiểu biết sơ sơ mình khi hỏi dân địa phương ở đây vậy thôi. Rồi chào bà con nha. Rồi bye.